trưởng tư pháp là người ký quyết định sa thải, nhưng ông Trump là lãnh đạo cao nhất và lại vui vẻ khen ngợi quyết định mà thiên hạ gọi là nhẫn tâm ấy. Cựu giám đốc CIA đã phản ứng nặng lời. Nhiều ý kiến đã xuất hiện sau khi Tổng thống Donald Trump viết Twitter ngợi khen quyết định sa thải người của Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions. Ý kiến đã xéo mạnh mẽ nhất thuộc về ông Johnson Brennan, thuộc cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA dưới thời ông Barack Obama. Khi mà người ta biết rõ hết về tình trạng của ông, về kiểu bạo hành tư tưởng của ông, về kiểu làm thao túng chính trị của ông, thì ông sẽ có một chỗ đứng đúng chất của mình trong số những kẻ mị dân nhất, cũng như là bị thất sủng trong thùng rác của lịch sử. Ông John Brennan viết trên Twitter vào ngày 17 tháng 7 như vậy. Lãnh đạo CIA đã xéo tiếp tục. Ông có thể biến Andy McCabe, cựu lãnh đạo FBI vừa bị sa thải, thành vật tế thần, nhưng ông sẽ không hủy hoại được nước Mỹ đâu. Nước Mỹ sẽ chiến thắng trước ông. Vào tối ngày 16 tháng 3, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã công bố quyết định sa thải ông Andrew McCabe, từng là phó giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, nhân vật quyền lực thứ hai tại cơ quan này, vì có nhiều hành vi sai trái như cung cấp thông tin không được phép cho truyền thông và thiếu trung thực dù là đã thề. Tuyên bố của Bộ trưởng Jeff Sessions đã nêu rõ, dựa trên báo cáo của Tổng Thanh tra, những phát hiện của Văn phòng Điều tra Trách nhiệm Nghiệp vụ OPR thuộc FBI và kiến nghị của quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp, tôi đã chấm dứt công việc của Andrew McCabe ngay lập tức. Bộ trưởng Sessions cũng khẳng định cuộc điều tra là toàn diện và công bằng. Thực ra ông McCabe không còn là phó giám đốc FBI từ tháng Giêng vừa qua và chỉ còn làm nhân viên bình thường trở về hưu sau 21 năm phục vụ chính quyền. Cũng từng giữ quyền giám đốc FBI từ tháng 5 cho đến tháng 8 năm 2017 khi giám đốc James Comey bị ông Trump bất ngờ sa thải qua Twitter. Vấn đề khi nhiều bàn luận qua quyết định trên chính quyền là yếu tố nhẫn tâm và trả đũa, do đó được đưa ra chỉ 2 ngày khi ông McCabe chính thức nghỉ hưu và nhận lương hưu hàng quan chức cao cấp. Ông Andrew McCabe là người có liên quan mật thiết tới các cuộc điều tra của FBI đối với bà Hillary Clinton và vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Và ông đã thường xuyên phải hứng chịu chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc điều tra. Ngài Tổng thống, người dân Mỹ sẽ sớm được nghe câu chuyện của tôi thôi và họ sẽ có thể tự phán xét ai đáng tôn trọng và ai không, cựu giám đốc FBI James Comey phản pháo. Vì lãnh đạo Nhà Trắng cho rằng McCabe gắn bó mật thiết với James Comey, người bị chính ông Trump sa thải, và phía đảng Dân Chủ. Vì thế, ông Trump có vẻ là quá hoan hỷ sau khi biết tin McCabe bị sa thải. Ông Trump đã dùng kiểu cụm từ hơi thẳng thừng, anh bị sa thải, mà ông từng dùng khi làm chương trình truyền hình thực tế và tuyển chọn tài năng kinh doanh. Andrew McCabe bị sa thải, ngày vĩ đại cho các nhân viên FBI đang làm việc cật lực, ngày vĩ đại cho Dân Chủ, ông Trump viết trên Twitter như vậy. Ông cũng không quên nhắc lại nhân vật từng bị mình sa thải đột ngột và nhân đó giải thích thêm về lý do của quyết định. Kẻ rao giảng đạo đức, Comey là chỉ huy của ông này và biến McCabe thành tùy tùng. McCabe biết hết về những chuyện dối trá và nạn tham nhũng tràn lan trong số những kẻ lãnh đạo cấp cao của FBI. Tuyên bố của Bộ Tư pháp không nói rõ là McCabe đã tuồn ra những thông tin không được phép gì, nhưng theo đài CNN, McCabe đã chuyển cho công tố viên độc lập Robert Mueller, người vốn là lãnh đạo FBI và được giao nhiệm vụ điều tra độc lập về can thiệp của Nga và bầu cử của Mỹ, những ghi nhận cá nhân của ông và đặc biệt về những lần trò chuyện của ông với Tổng thống Trump. Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 3 ra quyết định ông Andrew McCabe nghỉ việc 2 ngày trước khi vị phó giám đốc FBI có thể bắt đầu được hưởng lương hưu. Lấy lý do có đề nghị của các giới chức trách nhiệm về kỷ luật nội bộ cơ quan này, ngay lập tức Tổng thống Donald Trump đã gửi tweet ca ngợi đây là ngày vĩ đại cho nền dân chủ.
Ông McCabe sau đó đưa ra bản thông cáo nói rằng việc ông Sessions cho nghỉ việc là một phần của cuộc chiến chống FBI của chính phủ Trump. Ông Trump, người trong thời gian qua không che giấu sự ghét bỏ với ông McCabe, vào tối ngày thứ Sáu, ông đã gửi tweet ca ngợi quyết định của ông Sessions. Ông Trump cũng có lời cáo buộc dù là không đưa ra bằng chứng rằng là ông McCabe biết hết về sự dối trá và tồi tệ ở cấp cao nhất trong cơ quan FBI. Một bản báo cáo của chánh thanh tra cơ quan FBI dự trù là sẽ sớm được công bố, nói rằng ông McCabe, một phụ tá thân cận của cựu giám đốc FBI James Comey, người đã từng bị ông Trump bất ngờ loan báo quyết định giải nhiệm khi đang đi thăm văn phòng FBI địa phương ở Los Angeles, đã đưa ra lệnh cung cấp tin tức cho giới truyền thông và không thành thật khai báo với cơ quan thanh tra về các hoạt động liên quan đến cuộc điều tra điện thư của bà Hillary Clinton. Ông Sessions trong bản thông cáo gửi tới báo chí nói rằng cơ quan điều tra đòi hỏi mọi nhân viên phải hành xử theo các tiêu chuẩn cao nhất về sự thành thật, liêm chính và có trách nhiệm. Ông McCabe nói rằng đây là một phần cuộc tấn công của chính quyền hiện nay nhắm vào FBI và nỗ lực của điều tra viên đặc biệt vốn vẫn còn tiếp tục cho tới ngày nay. Chiến dịch tấn công này chỉ cho thấy là tầm mức quan trọng của điều tra viên đặc biệt. Ông McCabe cũng cho hay các nỗ lực nhằm đưa ông ra khỏi FBI đã được nhanh chóng đẩy mạnh hơn sau khi ông nói với Quốc hội rằng ông có thể xác nhận những gì cựu giám đốc FBI Comey kể lại về các cuộc nói chuyện giữa ông Comey và Tổng thống Donald Trump. Ông McCabe làm việc với cơ quan FBI trong hơn 20 năm và giữ vai trò quan trọng trong một số cuộc điều tra lớn. Ông chủ tạp chí Hustler của Mỹ Larry Flynt đã trao thưởng 10 triệu đô để mua thông tin có thể giúp luận tội và phế truất Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Theo Tân Hoa Xã, ông Flynt đã đặt ra câu hỏi liên quan đến tính hợp pháp của Tổng thống Trump trong nội dung của nguyên một trang quảng cáo được treo trên tờ Washington Post vào hôm ngày 15 tháng 10 vừa qua. Ông Flynt còn liệt ra một danh sách các lý do là tại sao ông Trump cần bị luận tội, bao gồm việc sa thải giám đốc FBI James Comey, liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp bầu cử của Mỹ vào năm 2016 và rút tên Mỹ ra khỏi Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris mà Mỹ đã ký tên tham gia vào năm 2015. Luận tội là cả một quá trình rắc rối, tranh tụng nhưng không còn cách nào khác bởi sự bất ổn trong hơn 3 năm nữa của nước Mỹ mới thực sự là tồi tệ. Cả những người tốt theo đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cần đặt lại lợi ích đất nước lên trên lợi ích đảng phái để làm điều này từ trước vụ Watergate, ông Flynt viết như vậy. Cũng theo ông chủ tạp chí Hustler, quá trình luận tội muốn thành công thì cần có bằng chứng không thể chối cãi. Đây chính là lý do mà ông Flynt trao thưởng 10 triệu đô cho ai cung cấp thông tin chính xác. Hiện tại thì Nhà Trắng chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan tới bản tin quảng cáo mà đã được ông Flynt treo trên trang Washington Post. Đây không phải là lần đầu tiên ông Flynt, người ủng hộ ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016 thuộc đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton, đã có những lời công kích nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, ông Flynt đã treo thưởng 1 triệu đô cho ai cung cấp đoạn băng ghi âm hoặc là video cáo buộc ông Trump có hành động bất hợp pháp hoặc là phân biệt giới tính. Ông Flynt cũng đã treo thưởng 1 triệu USD cho người cung cấp thông tin nhằm luận tội cựu Tổng thống Bill Clinton hồi năm 1998, hay là mua tin để buộc nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Bob Livingstone phải từ chức vào năm 1999 sau khi thừa nhận ngoại tình. Nhiều điều mà người gốc Việt chúng ta sống tại Hoa Kỳ vẫn thắc mắc là con cái ở Mỹ có được nhận nhà bố mẹ tặng cho ở Việt Nam hay không. Ông bà Năm có 2 người con, một trai và một gái. May mắn là cả hai người này
đều biết cư xử và có hiếu với cha mẹ. Ông bà Năm vốn rất coi trọng học hành, vì vậy luôn răn dạy hai người con là phải cố gắng học để mà nối tiếp truyền thống hiếu học của gia đình. Ông bà còn định hướng cho người con trai phấn đấu học hành để nhận được học bổng, có cơ hội học tập ở nước ngoài để tiếp cận những điều mới mẻ và hiện đại. Không phụ lòng cha mẹ, người con trai sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đã được nhận học bổng của một trường đại học ở Mỹ. Tốt nghiệp đại học, người con trai tiếp tục nhận được học bổng thạc sĩ rồi đến tiến sĩ. Vốn dĩ là có năng lực và có kỹ năng giao tiếp nên anh được nhiều cơ quan tại Mỹ chào đón về làm. Thời gian thấm thoát trôi qua, anh đã ở Mỹ được mười mấy năm, kết hôn và nhập tịch vào nước Mỹ. Ông bà Năm nhiều lần bày tỏ nguyện vọng là muốn người con trai về lại Việt Nam sinh sống, làm việc để cho ông bà được gần gũi con cháu. Tuy nhiên, người con trai vẫn không muốn về và thuyết phục ông bà qua Mỹ sinh sống cùng gia đình của anh. Mặc dù là rất thương con, thương cháu, nhưng ông bà Năm không muốn qua Mỹ định cư vì ngại cuộc sống thay đổi, xáo trộn ở tuổi xế chiều và cũng muốn gần con cái, rồi gần ông bà hương hỏa. Chính vì vậy, ông bà Năm quyết định là tiếp tục sinh sống ở tại Việt Nam. Dù là người con trai không chịu về, nhưng ông bà Năm vẫn muốn anh có một căn nhà ở Việt Nam để có nơi đi về thăm quê hương. Và ông bà đã quyết định tặng mua 3 căn nhà liền nhau trong một dự án, cho anh một căn nhà, cho cô con gái một căn và một căn nhà ông bà ở cho đến cuối đời. Điều ông bà băn khoăn là người con trai đi nước ngoài đã lâu, giờ đã có quốc tịch Mỹ, chứng minh nhân dân Việt Nam cũng không còn, không biết là anh có được quyền nhận căn nhà mà ông bà tặng cho tại Việt Nam hay là không. Bạn bè ông bà nhiều người thì nói được, có người thì nói không, vì anh con trai đã có quốc tịch và định cư tại Hoa Kỳ. Quá khó khăn, ông bà đến nhờ luật sư tư vấn. Trước tiên cần xác định là người con trai của ông bà Năm là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo khoản 3 điều 3 của luật quốc tịch Việt Nam năm 2008, thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam cư trú sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Khoản 2 điều 7 khoản 1 điểm B khoản 2 điều 8 luật nhà ở năm 2014 có quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở Việt Nam. Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đó là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và phải có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản, mua hoặc là nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, của cá nhân, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, được phép bán nền để tự tổ chức xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào khoản 2 điều 5 Nghị định số 99 năm 2015 Nghị định Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở, thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì phải có giấy tờ sau đây. Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam và hộ chiếu. Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam và hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc là giấy tờ xác nhận là người gốc Việt do Sở Tư pháp các tỉnh, các thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý và người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc là giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khoản 1 điều 6 của Nghị định 99 năm 2015 Nghị định Chính phủ quy định đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu không được nhập cảnh vào Việt Nam mà được tặng cho hoặc là thừa kế nhà ở tại Việt Nam thì không được công nhận quyền sở hữu nhà ở mà phải thực hiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 điều 78 của Nghị định này. Theo điểm B khoản 2 điều 119 luật nhà ở năm 2014, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở, trong đó có giao dịch tặng cho nhà ở. Theo quy định của pháp luật Việt Nam phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của luật này và không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc là đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch. Về quyền sử dụng đất ở khoản 1 điều 186 luật đất đai năm 2013 quy định
người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Như vậy, mặc dù là người con trai của ông bà Năm đã có quốc tịch và đang sinh sống, làm việc tại Mỹ, nhưng vẫn được phép nhận tặng cho nhà tại Việt Nam. Người con trai của ông bà Năm cần phải kiểm tra lại xem là hiện tại có còn hộ chiếu còn hiệu lực do Việt Nam cấp hay là không. Nếu như anh không có hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực mà sử dụng hộ chiếu của các nước ngoài cấp khi nhập cảnh vào Việt Nam, thì hộ chiếu đó phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh vào Việt Nam. Ngoài ra, anh cần phải có giấy tờ chứng minh là còn quốc tịch Việt Nam hoặc là giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc là giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam thì một trong các giấy tờ sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam. Thứ nhất là giấy khai sinh. Trường hợp giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ. Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu Việt Nam, quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, quyết định công nhận là việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Dựa vào các quy định nêu trên thì người con trai của ông bà Năm có thể sử dụng giấy khai sinh để chứng minh là có quốc tịch Việt Nam, để được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với căn nhà mà anh được cha mẹ anh tặng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.